quay không quay quay không được là không được quay. Xin phép em chưa, hình ảnh bản quyền của em, em có quyền kiện chị. Không cần quyền, em có quyền kiện chị nhá. Em đừng nói câu đấy, em có quyền kiện. Còn chị là một người dân, công dân ưu tú gương mẫu, chị được quyền, chị được quyền quay lại để có xử lý. Bây giờ tôi không ký. Tôi thấy rằng là bây giờ cái biên bản nó không đầy đủ, nó không đầy đủ, không ký. Chính quyền xuống đây xác minh. Thì đó là anh xác minh thì anh phải xác minh cho được đúng, cho chuẩn, cho đầy đủ. Việc gì bởi tay làm sao? Cái nào anh biết, cái nào ở đâu? Mọi người no, I don't want to talk to you. Okay, what do you want? That is not okay. We are because not, the children. We are not gonna. My child. We are not gonna allow you to talk to another child. That is not. Who can I talk to? You can talk to me. No, because no, no, I don't want to. That's fine. Đấy, mọi người thấy chưa? You're not. Bây giờ tôi đến trường, tôi muốn nói chuyện với cả cái đứa đấy cũng không được. Bây giờ nhà trường dọa gọi công an. Mọi người đến có giải không? Gọi đi. Gọi đi, mình có bằng chứng mà. Gọi công an đến ngay. Đống tiền mà người đến này đánh mày đập mày. Đúng rồi. Gọi công an đến ngay. Bố mẹ con thì tôi đi học có một đống tiền mà người đến này đánh mày đập mày. Đúng rồi, một năm mất bao nhiêu tiền, mấy trăm triệu lắm. On option, okay? I'm going to talk to your father. I'm happy to talk to you, but you're not going to yell at us. Okay. You have to trust this. 10 minutes ago, I can talk to you. But now, I don't want to talk to you anymore. That's fine. You can call the police or anything you want. I will stay here. This is also, like, we have other people here, other kids here, so... I don't care. I don't care because I pay money, a lot of money for my... Yeah, for my daughter to come here to study. That doesn't mean you can... But nobody save my daughter. What do you think we're trying to do right now? This is what we're doing. I want to talk some Vietnamese here because my grandfather, my mother cannot speak English, so she cannot speak English. I want somebody can speak, can translate. I'm happy to talk to you, but I'm not gonna have you yell at us. No, I want to talk some Vietnamese here. Sure. Okay. Call somebody here. We'll be right back. Mm-hmm. Nó là con dặn mày biết tao là ai con nhà không? Con nhà bố đời cũng phải ăn đập. Láo. Em nói tiếng Việt, em đi ra đây nói chuyện chị. Dạ, em đây. Đây chị nói cho em nhá. Cái vấn đề là tại sao chị không thể ngồi xuống đối thoại? Vì ngay từ ban đầu chị đi vào. You're going to yell, we are not having a conversation. Am I clear? You're not going to yell at my staff. So can I talk to her? You can talk normally, you're not yelling at my staff. So I cannot talk normal. No, you are not my father. Sorry. Go away. You just make me very angry. I understand that. Okay? Because you don't listen to me. I will go. And you don't understand me. My position, you don't understand me. So how, why I have to? I'm not gonna have you yell at my staff. You're happy, but I'm unhappy, okay? I'm not happy. You're yelling at my staff, and I'm not gonna allow that. You can call the police. We will call the police. They're coming. All the people come the police. It's okay. No problem. Bây giờ tất cả mọi người lên công an, có vậy thôi. Mẹ đi lên công an, lúc đấy thì giải quyết được hả? Quyết của nhà trường á. Tức là bây giờ là em muốn là tất cả phụ huynh mẹ đi ra ngoài kia. Không ạ. Gặp nhau ở ngoài kia. Gặp nhau ở ngoài đó luôn. Quất nhau ngoài cổng trường luôn. Em thích không? I'm happy to have a conversation. Gọi bố kia ra đây. Bây giờ á, chúng ta nên giải quyết với nhau bằng từng câu hỏi một, chứ không phải là một người nói vậy. Bây giờ nói chuyện với nhau luôn để giải quyết với nhau luôn. Nhá. Câu thứ nhất là tôi đến đây vì tôi là phụ huynh của con tôi.
Tôi là mẹ của con tôi và con tôi là người bị đánh cùng các bạn. Đây, 1, 2, 3. Đây, 3 phụ huynh của tôi đây. Nhớ. Chị quay, ba đứa này cho em. Đánh cổ, đánh chân, đánh cổ đó. Ok, em dịch đi. Một đứa đánh bốn. Gây à? Có đứa đánh lạc trong cây kìa. Mà bộ. Không được. Ở nhà đi con, để giải quyết việc của chị hai cái. So, the way that you do... Second thing. Let me answer your question. Để cho ông trả lời luôn, cứ để ông cho ông trả lời. When you do an interview about something like this, you want to interview all kids separately so you understand what different perspectives are when kids tell it. Thì khi mà giải quyết với những cái tình huống như vậy nè, thì nên phỏng vấn các con kiểu là phỏng vấn cá nhân, để trước hết đó là để nghe phỏng vấn cá nhân. Em phỏng vấn nãy giờ tôi rồi. Tôi đang thấy rằng là bây giờ một người đi đánh ba người. Và đang được rất tôn trọng, còn chúng tôi không được tôn trọng. Chúng tôi đến đây và đòi là báo công an. Trời ơi, báo cái gì? Kìa kìa, có người quay cái clip luôn kìa, đó. Và tôi đang nghi ngờ về, tôi đang nghi ngờ về cái sự không công bằng ở đây. Tôi đang rất nghi ngờ về sự không công bằng ở đây. Bởi vì mọi người thấy không? Một cái đứa mà đánh với bố nó thì được vào cái phòng bên kia, còn chúng tôi thì ở ngoài này không được đón tiếp, phải bắt chúng tôi phải bình tĩnh, phải thế này thế kia rồi gọi công an. Chúng tôi không phải là phạm tội, xin mời các gọi công an lên thoải mái. Ok, chúng tôi không ai sợ công an cả. Tôi có một ý kiến thế này này, bởi vì cháu kia là đánh bốn cháu mà bây giờ chúng ta phải ba bốn mặt một nhời, cháu kia phải nhận ra cái lỗi lầm là đã đánh bạn mà xin lỗi bạn. Xin lỗi phải không phải là con này mà phải cho em phải có một cái sự cam kết chấm dứt đánh, không ngày mai nó lại đi nữa. Mà trận này bé thế này, trận sau nó sẽ to hơn, cô ạ, nó sẽ to hơn, là to hơn nữa. Chúng ta phải có biện pháp để khống chế và phải có một cái sự cam kết giữa gia đình nhà bên kia và bên đây á. Đây là một cái trường Tây ở trên lãnh thổ của Việt Nam. Em dịch cho ông nghe, em phải dịch đây, đừng nói nữa. Mới đứt sắt học lớp 8 bây giờ nó bảo mày biết tao là ai không Phi? Ủa nó cũng mà mày biết tao là thế nào không? Ủa nó dọa anh em nó biết tao là một mình anh bốn nữa. Sợ không? Nó bảo là cô là ai? Không phải nói chuyện với cô gì trừng mắt lên như vậy nó đánh cho nó một phát. Em bảo mày bảo là quá mẹ luôn. Chào con, cô có thể biết lý do tại sao con đánh bạn được không? Cô là ai mà tại sao phải nói chuyện với cô? When we come here as a parent, you let us sit down here, can come down and talk with us while the other girl being kicked out. Em vừa mới sang bên IB group. Con này nó nói với em đâu, đang đi IB về thì nó mới nói cho em là mẹ của bạn trai đang ở đấy, hôm nay có con bị đánh vào đầu lúc này. Cái nhân này là em chưa chưa về, em đi em chưa đây, không chưa có gì đây, không biết đâu, trường nhỏ nó không sao. Thầy đang nói là thầy không thể nào mà bây giờ vào xử lý bạn kia khi mà bên ngoài. Ok, không xử lý thì tất cả mọi người cũng đi ra ngoài cổng sợ chồng. Có nghĩa là hiện tại á là thầy sẽ còn phải vô trọng để xử lý bạn, nhưng mà hiện tại thầy xử lý bằng cách nào? Thế xử lý mà không có sự cam kết, không có sự thống nhất. Không, để yên lặng. Cứ để yên lặng. Bà nói chuyện cứ để nghe. Nó không nhận ra luôn. Nó vẫn đúng lúc là bây giờ cần phải vô đây nói chuyện với các bạn đó. Bây giờ nhá, cách tốt nhất ý là phụ huynh chúng ta cùng đối thoại, kể cả bố bạn lý, bà bạn lý, tất cả mọi người cùng vào trong cái phòng để đối thoại với nhau. Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Thì nó sẽ không có gì im lặng hơn là bây giờ. Nó sẽ không im lặng hơn là bây giờ là em đứng đây em một mình em không thể bưng được cái đống lửa này. Đây đây sẽ là sao mà em bưng được cái lửa nó bùng 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 thế, em sao bưng được? Nó phải nhận ra lỗi. Nó phải nhận ra cái lỗi của nó. Nhanh tám nè. Có ai nói gì? Nhiều lắm. Thế yên tâm. Nói tiếp. Con em vô can mà nó đánh rút con em vậy. Bây giờ đó là phải là cho người ta. Bây giờ anh yêu cầu là nhà trường ở mời, gian là giữa. Mời phụ huynh đó luôn. Phải có một cái sự chung tay người nhau. Cái gì để là to tác. Để đối chất với nhau để nhau cho một cái tình huống cho nó đẹp. Nếu bây giờ bên nhà trường giải quyết một bên này, xong qua bên này thì nó sẽ không bao giờ được. Còn chị khẳng định với em này, ngày hôm nay em cho mấy gọi công an thì xin lỗi em đánh nhau ở cổng công an. Em nói cho thầy là bên này muốn gặp để hai bên cùng phải thống nhất ta để cho nó im lặng được
Chứ bây giờ nhà trường giải quyết vậy, bên này giải quyết vậy, không bao giờ được nữa. Đúng rồi. Chúng ta không tìm được cái nói chung đâu em ạ. Anh sẽ hứa là không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hai bên đối chất nhau để cho một ra một cái. Hỏi lý do tại sao bạn đó lại đánh ba bạn này thôi. Rồi, để em dịch đi. Em dịch cho anh.